Hi, và thầy chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của thầy. Các và chị, thầy là Hero Cry đây. Và hôm nay thầy lại bị đuổi việc nữa rồi mấy đứa ơi. Nói đùa với mấy đứa thôi chứ thầy đã có một công việc mới. Đó, mấy đứa có nghe ông đó kêu thầy gì không? Taxi đó. Ôi trời ơi, xong này đi xuyên qua đường thấy ghê vậy. Rồi thì hôm nay thầy và mấy đứa sẽ trải nghiệm một ngày làm tài xế taxi nha. Ông này là đam mê quẩy như mà mẹ bắt chạy taxi nè thầy, nên ông đi tới đâu quẩy tới đó nha. Vô, lên đó. Trời, đá gì mà tắt tôi. Hết never đây, đi xe của em never sai, đúng rồi đó. Để em taxi. Tập thể dục cái đó. Rồi ok, đi taxi đúng không? Trời ơi, tao kêu mày nãy giờ mày bị điếc hả? Tao kêu mày chứ ai. Trời ơi, ông này như là người cõi âm nha, mày không nói chuyện nghe ghê quá vậy. Nhưng mà không sao, khách hàng là thượng đế đó, có tiền là đi xe. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe của mình chạy taxi hôm nay. Ủa, đây là chiếc gì mà nhìn nó ngầu dữ vậy Jimmy? Dạ em biết nè thầy, đây là chiếc xe 4 bánh có 4 cái cửa với 4 cái ghế nè thầy. Trời ơi thầy biết rồi, thầy đâu có nói này là xe máy cài đâu. Dạ xin trịnh trọng nghiêng mình khép đít nói với thầy biết, đây là chiếc Lamborghini 4 cửa. Tên thường gọi của nó là Lamborghini Urus. Đây là một trong những chiếc xe 4 chỗ chạy nhanh nhất thế giới. Và giá xe này cũng rất là vừa túi tiền của thầy, nó chỉ nằm ở 25 tỷ thôi. Trời cái gì? Chiếc xe này 25 tỷ. Trời ơi, lần này chạy taxi tới chết chưa đủ tiền mua chiếc xe này nữa. Trời ơi thầy yên tâm đi, thầy mà chết thì em sẽ lấy chiếc này em chạy chừng nào đủ tiền thì thôi. Ê Zombie đi đón khách đi, Zombie đi đón khách đi. Lẹ lẹ coi gì mà chậm dữ vậy hả? Tao nghi nãy giờ rồi, chắc ông này đến từ thiên đường rồi mày ơi. Chưa, từ từ hả, chạy để thầy coi chiếc xe 25 tỷ nó có gì đặc sắc nha. Trời ơi ghế kìa, làm bằng da chó, ố lộn, da trâu hay da bò gì kìa mấy đứa ơi. Trời ơi nhìn xịn quá hen. Cái ghế này đem ra ngoài đường ngồi bán vé số là đúng im luôn á. Còn bên trong xe có gì nha? Ôi nhìn kìa, ôi vô lăng kìa, đẹp quá trời luôn. Ủa quá trời nút bấm luôn nè mấy đứa, có nút bay lên sao quả nữa nè. Đừng nói với em là thầy định du hành mặt trăng luôn nha. Với 25 tỷ thầy nghĩ là bay ra tới mặt trời luôn á. Thầy có kiến đi gọi vô mặt mình để thấy mụn nữa đó thầy. Tào lao quá à, đây là cái kiến để chúng ta lùi xe nè. Trời đúng là xe xịn có khác, chạy công nghệ bay bổng luôn nè mấy đứa. Trời ơi thằng cha này có cho xe chạy không mà lâu quá vậy. Từ từ chú ơi, để thầy con nẹt vô chút chú ơi. Nè trời ơi, nẹt vô sung sướng gì mà không chịu nữa, đòi gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta lên đường nha, để coi anh này đi tới đâu cái đã. Lên thiên đường, lên thiên đường, lên thiên đường. Rồi cái chấm màu xanh trên bản đồ đó là cái vị trí anh đó cần tới, còn cái màu đen đang chớp chớp là chúng ta đó. Rồi xe 25 tỷ chạy chắc hồi hộp lắm nha mấy đứa. Thầy yên tâm đi, em lái là rất là an toàn, đâu có gì đâu. Xe đâu thầy. Trời ơi, thằng này tự nhiên lũi vô xe mình chi trời. Rõ ràng mình chạy tầm bậy mà nó cố tình nó chạy đúng rồi thầy. Trời, làm đụng vô xe mình rồi kìa. Trời, mới chạy ra tới đầu đường luôn á. Chạy vô, chạy vô, chạy lấy xe chạy vô đi. Toan rồi, toan rồi. Trời, từ từ thầy ơi, từ từ thầy hối hồi rồi lũng bánh cái đít xe luôn á. Trời, hên quá thầy ơi, 25 tỷ còn nguyên thầy ơi. Trời, chưa chết là mai rồi đó. Đúng như lời của ông khách này nói luôn nè mấy đứa. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Thầy ơi, nó kẹt xe có nùi ở đó luôn. Trời, nó đụng thêm chiếc nữa thầy ơi, chạy lẹ thầy ơi. Trời ơi, hú hồn con chim én luôn á. Mấy đứa chưa có biết lái xe thì đừng có dành mà lái chứ. Đã nghèo rồi, thầy phải đi chạy taxi mà nhầm ngay chiếc taxi 25 tỷ nữa. Trời ơi, thầy yên tâm đi, thầy lo gì. Thầy còn căn biệt thự mà, có gì thầy bán nhà luôn. Thôi đi, thầy không muốn ăn Tết vô gia cư đâu. Đúng rồi, thầy phải còn có nhà để tụi em qua ăn trực nữa chứ. Ủa mà thầy biết đường á mà thầy chạy như đúng rồi vậy. Đó, mấy em thấy cái chấm xanh phía trước không? Mấy chạy thẳng lên tới rồi. Ê, 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 ê. Trời 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 trời, xe xịn mà thắng không ăn mấy đứa ơi. Ghê quá. Rồi tới rồi ông chú ơi. Rồi cảm ơn nhiều nha, lần sau đừng chở tôi nữa nha, không dám đi đâu. Trời ơi, ông là ông thần tiền á thầy ơi, ông biết thần tiền không kìa. Lần đầu tiên thầy thấy ông tiền đi Lamborghini á. Dịnh chặt vô nha, thầy test xe nha. Lên luôn. Đó, trời xe mạnh dữ mấy đứa, gần 200 tấn em được. Ôi trời ơi. Trời ơi, xịn xịn xịn. Từ từ thầy ơi, từ từ thầy ơi, quán tết cho thầy ơi. Khách kìa, khách kìa. Có khách mình phải chạy đàng hoàng lại người ta mới dám đi. Taxi, lẹ lên taxi ơi, trời trễ giờ làm việc rồi. Tới liền anh ơi, Lamborghini xin phục vụ quý khách. Không biết là quý khách muốn tới đâu đây, lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Mời quý khách thắt dây an toàn trước khi không còn cái gì hết. Gói dịch vụ chạy bình thường thì tụi em sẽ lấy 50% giá tiền. Còn gói dịch vụ chạy tốc độ bàn thờ thì tụi em không cần lấy tiền đâu. Tại vì có lỡ lũi vô gốc cây thì khỏi cần phải đền. Rồi thầy ơi, 100m phía trước nữa, quẹo trái thầy ơi. Rồi bây giờ rẽ trái thôi. Đó, rồi xong một cái nữa. Rồi, tới nơi rồi khách ơi. Wow, thật là sung sướng như là chơi tàu lượn siêu tốc. Cảm ơn rất là nhiều nha.
không có chở khách thì để em chạy cho thầy. Hồi nãy Jimmy nó chạy làm em bực mình quá à. Mọi người thắt dây an toàn vô nha. Trời ơi, xe thầy cùi bắp quá à. Nè, bây giờ chúng ta sẽ tăng tốc tại khúc này, chúng ta sẽ đón được khách. Đó, quẹo cua vô nhà thôi. Ê. Dạ, trời ơi, em làm cái đít xe của tôi lủng một lỗ, em không biết gì là sao. À, em đâu biết đâu, tự nhiên cái về tới đây cái nó lủi vô cái lỗ đó, em đâu có biết đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời thầy ơi, đụng rỡ cho bá nện luôn này ơi. Quẩy thầy ơi, quẩy thầy ơi, banh xe rồi thầy ơi. Trời ơi, chiếc xe 25 tỷ, Tết năm nay tôi sẽ đi ăn mày. Em không có ý nha thầy. May là thầy vừa tìm được một cái tiệm sửa xe Bluetooth đó, thấy không? Thầy chưa vô nữa là nó sửa xong rồi đó. Rồi, nơi đây là nơi sửa xe và cũng là nơi đổ xăng cho chúng ta. Thầy ơi, em mắc ỉa quá, nãy giờ không thấy cái nhà vệ sinh nào hết trơn như thầy. Đây là cái game bán xe chứ đâu phải là game sinh tồn đâu mà có chỗ cho em ỉa. Chắc chắn sẽ có một số bạn hỏi tên game này là gì. Zombie nói cho các bạn biết đi. Game này là game, có làm thì mới có ăn. Ủa lộn, Kha Packing. Đó, đó là cái tên game này, các em có thể lên CH Play hoặc là App Store để tải cái game này xuống. Trong này có khách thầy ơi, trong này có một chị khách đang đợi á thầy. Gọi tới liền đây, tới liền đây chị ơi. Rồi, tới đâu đây, tới đâu đây. Trời, chắc bà này bắt nghe danh tiếng xe của mình khi sao bà lên bà dịnh cứng ngắc luôn thầy. Đúng rồi, nghe danh tiếng của xe chúng ta từ xa luôn mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cuốc xe cũng gần chỗ hồi nãy. Giá tiền trong này không có ăn gian được, phải ăn gian được thầy sẽ chở bà đi khắp thành phố này, sau đó tính tiền bà luôn. Thầy mà chở bà khắp thành phố bằng Lamborghini á, bà có tiền trả em con thầy luôn. Rồi, tới rồi đây. Đây là vị khách mà thầy cảm nhận là thầy chạy an toàn nhất sớm giờ luôn á. Đúng là thấy gái có khác. Wow, mới mượn được với con Lamborghini của thằng bạn của em nè thầy. Trời ơi, con này chạy cái là phê luôn thầy, 200 mấy chục km/h luôn. Wow, đã vậy, trời ơi, công nhận là xe xịn, chạy có khác nha. Nhưng mà quay đầu lại đi, đừng đi xa quá, cảnh sát bắt mày đó. Ê, Zombie, cho tao mượn thử đi, cho tao mượn lái thử đi. Rồi, cảm ơn mày nha, để tao quẹo về. Ê, ê, ê. Rồi xong rồi Zombie ơi, tao ăn chiếc xe của bạn em rồi Zombie ơi, bây giờ làm sao giờ? Yên tâm đi Zombie ơi, chiếc này rẻ có 18 tỷ à. Ai khóc nỗi đau này. Rồi một lần nữa em kính cẩn nghiêng mình khép đít giới thiệu cho thầy biết một con siêu xe. Con Rolls Royce, đây là xe mui trần luôn nha này. Trời ơi, chở khách là bao phê luôn á. Wow, trời, chiếc xe này chắc cũng đắt tiền lắm hả? Dạ, con này rẻ lắm thầy ơi. Chỉ có 40 mấy tỷ thôi thầy. Trời ơi, thôi dẹp luôn đi, con Lamborghini kia chạy cả đời chưa có tiền trả. Con này chắc chạy hết mấy cuộc đời luôn quá. Trời ơi, thầy cứ gán chạy đi. Rồi mai mốt trên xe thầy sẽ có một cái dòng chữ là nhà tôi ba đời chạy taxi. Rồi, bây giờ thầy lái thử nha. Ở bên kia có khách kìa. Rồi, chắc con này cũng dễ lái giống như mấy chiếc xe kia mới. Ai khóc nỗi đau này. Tới chỗ sửa xe rồi, ok. Đó, thầy đã sửa xe xong rồi nha. Tại chiếc xe này nó dài quá, khó lái lắm mấy đứa ơi. Ủa, thầy có bằng lái không mà thầy chạy kì vậy? Có chứ, trời, lái xe mà thầy có bằng lái máy cày với bằng lái xe máy. Trời ơi, hèn chi thầy chạy cái nào là thầy đụng cái đó mà. Không biết hành khách may mắn nào sẽ được thầy đưa về thiên đường đây. Trời ơi, được đi siêu xe sướng muốn chết luôn à. Đây, đây là một thanh niên. Ôi, hello em trai. Good morning em. Trời ơi, chắc đi trời nắng nhiều lắm mấy em. Đâu cũng còn cọng tóc rồi luôn. Trời ơi, thầy đừng chọc người ta nha. Ta sáu múi hồi người ta đập thầy, cái đầu thầy còn thê thảm hơn vậy nữa. Ôi, thầy biết rồi. Bây giờ thầy sẽ tập trung chạy đây. Gió lung lay, cành cây nó rớt vô đầu. Có sao không, tại sao cây rớt vô đầu. Cái anh này là cái chỗ anh xuống gần cái chỗ mấy mình hay tông xe đó tụi bay. Thật là vãi chưởng, chỗ mình hay tông xe nữa. Rồi, gần tới rồi đây. Sắp có tiền rồi đây. Để coi đường này xa không biết được nhiêu tiền đây. Trời, xe này sao thắng không ăn mấy đứa ơi. Chắc tại nó mắc tiền hơn xe bình thường nên nó thắng kỳ hơn xe bình thường đó thầy. Chứ không có sao đâu. Rồi, tới anh đầu trọc ơi, cảm ơn anh nha. Rồi, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chạy để kiếm tiền đổ xăng thôi mấy đứa ơi. Phía trước có khách nha. Rồi, chuẩn bị đón khách thôi. Khách đâu, khách tới rồi, yeah. Ủa sao ông này thấy quen vậy mấy đứa? Hình như là cái ông mình mới vừa thả xuống ở kia thầy ơi. Trời ơi, má, thầy ơi, má, ghê, chạy đi thầy ơi, chạy đi. Chạy đi, má.